Xin chào các bạn đến với kênh Văn Hiếu Nguyễn Vlog. Hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm diệt rong rêu xanh trên nền xi măng và hồ xi măng ngoài trời, tường nhà mưa dột, trên cây trồng, chuồng trại, sàn nước, thềm nhà. Làm thế nào cho triệt để và ngăn chặn chúng phát triển trở lại là băn khoăn của nhiều gia đình khi phải chứng kiến những lớp rong rêu xanh rì xâm chiếm mặt sân, mặt hồ, mùi hôi chuồng trại dơ bẩn trơn trợt, cây trồng không phát triển được vừa mất thẩm mỹ lại gây trơn trượt té rất nguy hiểm thường xuất hiện. Vào mùa mưa, bây giờ hết lo rong rêu xuất hiện đã có chế phẩm diệt tẩy rong hiệu quả ngay lần đầu sử dụng cho mọi người hết lo than phiền rong rêu rồi nhé. Chất tẩy rong rêu bao ờ chlorine, nông nghiệp 300g, thành phần calcium ha chlorine, chlorine 70% công dụng, tẩy sạch rong rêu, bồ hóng bám vào vỏ cây, tẩy sạch rong rêu bám vào tường đường đi, đất trồng vào mùa mưa, sát trùng chuồng trại, nơi ồ uế, hướng dẫn sử dụng, trên cây trồng, 60 gam pha với 20 lít nước, phun ướt như mưa trên vỏ cây bị rêu bám, tránh phun vào lá, hoa, trái, không phun vào cây lúc trời nắng rong rêu bám vào tường, đường đi, chuồng trại, pha 200, 300 gam với 20 lít nước, phun ướt như mưa xả nước trước khi sử dụng. Cảnh báo, không sử dụng vật liệu bằng kim loại để pha hoặc chứa. Video mình xin kết thúc tại đây. Hãy đăng ký kênh và chuông miễn phí để xem những video mới nhất. Và đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nếu thấy thông tin bổ ích. Có nhu cầu đặt hàng xin liên hệ Zalo 0944 063 107. Trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.